Thank you.
sau đây với những ai còn hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện trong lòng rằng: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình hay là như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng 1/10 tất cả các kho lạc của con. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin đứng xét con là kẻ khó tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về thường khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyệt. Vì vậy lời Chúa, chúng con tham thiết ngài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đôi cư thanh hoa của lời chúng con dâng tiên Chúa đây để chờ hen mình và mong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con thừa lệnh người chúng con cử hàng màu nhiệm này. Trong đêm bị trao đầu, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, nhân lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đọc vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, nhân lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến thầy. Chính nhờ người hiệp với người mà
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng giờ trọn vẹn ơn thi thiên của Chúa Giêsu chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với người, người hằng sanh và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở